Các bạn thân mến, hôm nay mình và các bạn cùng sửa TV Nanomax nha. Và bây giờ mình sẽ cắm nguồn vào nha các bạn. Rồi TV đã lên đèn đỏ, đèn chờ các bạn. Và bây giờ mình sẽ ấn nút nguồn để mở. Và TV đã qua đèn xanh và TV đã chạy các bạn. TV chạy nhưng màn hình vẫn tối nha các bạn. Và theo lời khách hàng thì TV có tiếng nha các bạn, nhưng màn hình tối. À, theo mình dự đoán là TV bị đứt bóng LED đó các bạn. À, các bạn nhé. Và đây là nội thất toàn bộ bên trong của TV nha các bạn. Đây là phần nguồn này các bạn. Và bên đây là phần cao áp. Đó, có sợi dây led, đèn led đó các bạn. Và đây là cái bo giao tiếp với màn hình này các bạn. Để nối xuống cái cáp dưới đây. Và đây là bo xử lý hình ảnh và internet. Modem TV này có kết nối internet nha các bạn. Đây là cổng len cắm máy tính nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ mở ốc xung quanh màn hình ra để mình gỡ cái màn hình ra nha các bạn. Thì theo mình dự đoán thì TV này bị đứt bóng LED nha các bạn, nên màn hình không sáng á. Và bây giờ mình phải mở cái nắp màn hình ra thì mình mới thay bóng LED được nha các bạn. Khi tháo màn hình các bạn phải hết sức cẩn thận với cái miếng banner màn hình này nha các bạn. Các bạn nhẹ nhàng gỡ ra và úp nó lên trên màn hình luôn. Rồi sau đó các bạn sẽ dùng miếng băng keo á, các bạn dán chính vào màn hình để cố định cho nó đừng có sụt xịt ra lại. Đó, mình sẽ dán hai đầu hai miếng các bạn. Thì ở đây nó có sợi dây truyền lên màn hình nó rất là mỏng, mình để nó lúc lắc rất là nguy hiểm nha các bạn, nên các bạn dán cố định vào đây cho nó không có lúc lắc. Rồi bây giờ mình sẽ bưng cái màn hình ra một cái nơi khác. Các bạn để màn hình nơi cẩn thận nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mở nguồn lên xem cái đèn LED có sáng không nha các bạn. Rồi TV đã bật qua đèn xanh là đã đang mở rồi đó các bạn. Vậy là đèn LED đã không sáng các bạn. Vậy là nó đã đứt bóng rồi đó các bạn. Và đây là hai thanh LED của TV các bạn. TV này sử dụng hai thanh LED nha các bạn. Và cái đầu của thanh LED này nó hơi cong một chút, nó khác so với cái thanh LED kia một tí nha các bạn. Và đây là hai thanh LED mới mình vừa mua về nè các bạn. Nó cũng giống như hai thanh LED cũ, và hai cái đầu nó cũng hơi phát cong lên một chút. Thấy các bạn, nó y như cũ luôn nha các bạn. Và thanh LED cũ á các bạn là cái cọc ở bên này và trừ ở bên này. Còn cái thanh LED mới á, nó lại ngược lại nha các bạn. Cọc nó là nằm bên này và trừ nó nằm bên này. Vì vậy cho nên mình phải cắt cái đầu dây, mình sẽ đấu ngược lại nha các bạn, để cọc ở bên này và trừ ở bên này cho nó đúng á các bạn. Nó đúng cộng trừ thì nó mới sáng nha bạn. Và bây giờ mình sẽ cắm điện vào thử các bạn. Rồi LED đã sáng rồi các bạn. Đây là cái dây hồi nãy mình đã cắt, mình đấu ngược lại các bạn. Và bây giờ mình phải quấn băng keo lại. Và mình sẽ cố định nó cứng lại, và hai thanh LED mình cũng phải cố định nó lại nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ráp vào nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ cắm điện vào thử nữa nha các bạn.
khi mình khởi động thì phải chờ chút xíu nó mới sáng nha các bạn. Rồi, và bóng led đã sáng nha các bạn. Sáng rất là đều. Và mình phải cắm mình chờ một chút coi có cái bóng nào nó bị yếu bởi gì không nha các bạn. Nếu nó bị yếu là nó sẽ tắt. Rồi mình sẽ đổi lại thanh led khác. Rồi, bây giờ mình sẽ ráp vào nha các bạn. Rồi mình thử cho nó sáng lên nữa coi nó có đều không nha các bạn. Rồi, nó sáng rất là đều các bạn. Mình đã ráp lại hoàn chỉnh rồi các bạn. Và bây giờ mình sẽ cắm điện vào thử các bạn nha. Rồi, bây giờ sẽ bật cái nguồn lên. Và máy đã chuyển sang màu xanh rồi các bạn. Rồi, máy đã lên rồi các bạn. Nanomax. Rồi, máy đã chạy lên rồi các bạn. Và bây giờ mình sẽ cho tín hiệu vào thử nha các bạn. Rồi, TV đã lên hình rồi các bạn. Hình ảnh cũng rất là đẹp. Và độ sáng cũng rất là đều nha các bạn. Và mình để TV chạy thử một chút xíu xem nó có ổn định không nha các bạn. Mình đã để TV chạy thử một lúc rất ổn định nha các bạn. Vậy là video của mình đến đây là kết thúc rồi. Chào tạm biệt các bạn nha.